Đây chương trình thu thanh giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả và chư đồng đạo, để tiếp tục phần thu thanh sấm giảng giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quyển sám giảng. Đây là quyển thứ ba mà Đức Thầy đã viết năm 1939 tại Hòa Hảo, dài 612 câu. Quyển này Ngài viết theo thể thượng lục hạ bát. Câu khởi đầu là ngồi trên đỉnh núi Liên Đài, và câu sau cùng chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Và trân trọng kính mời chư quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đỉnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lãng thiên một cõi xa chơi, non cao đảnh thượng thánh thơi vô cùng. Hiểu hiểu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hứng cảnh lầu đài, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. Tử duy mây phủ nhiều đoan, bồng lại một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bậc tri âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiếng tam thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời xa, ngọc thanh là hiệu ấy mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn ơi rừng xanh, tối về kinh kệ cưới canh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong. Chừng nào xấu nọ quá lòng, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng dài phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ là con, thân này thương chúng hao mòn từ đây.
Minh hoàng chưa ngự đài mây, gầm trong thế sự còn đầy gian truân. Đọa đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dân đến mới mừng Chúa tôi. Thảm thương thế ơi sự lắm ôi, dãy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình ơi một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đói mời, dương trần sắp dưỡng bệnh trời từ đây. Khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rào đỡ già tháng ngày cho qua. Nhắn cùng bốn ơi đạo gần xa, tu hành trì chí mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh lầu đài quốc vương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tỏa chương cùng gần. Lao sao bể bác non tầng, quân phiền tham báo xa gần cũng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thấy phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm, cũng là ráng tới biển thăm vương trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ rài sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông. Hiếu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng ơi luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần.
ta mang mình thịt xác trần ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mãi sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy ở lầu đài cũng xa. Lập rồi cái ơi hồi long qua, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thương trong lễ thứ sáu sao từ đây. Chinh chinh bóng xế về tây, đói nhìn trần thế xác thấy ế hề. Thương trần ta cũng ơi ráng thề, đặng cho ba tánh liễu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức cơ ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức cơ thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà xưa ơi đặng vuông tròn, lòng dân đến hội lầu son giữa kề. Thương đời dân vật sai mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, giàu ra chầu chức đại mấy cùng gần. Tuy là nương vừa non tầng, ngày sau thế cuộc xây dần về Nam. Qua sông nhờ được cưới cầu lam, tu hành nào đợi chùa ấm làm gì. Bây giờ bạc lộn với chi, nửa sau lọc lại dứt tì cùng chê. Bơ dần chớ có sai mê, trung lương chánh trực giữa kề đài mây. Mãng lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn tuyết hơi nằm xương, chẳng than chẳng thở vì thương thế ở trần. Theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn
tay, qua nơi khổ nào mặc ai chê cười. Bạc đầu giam ơi sánh nửa vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sơn lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xa duyên tớ thầy. Ở rừng bạn giới cao cày, bây giờ xuống thế cao cày lìa xa. Thiên cờ biến đổi càng qua, gặm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Tuần hoàn thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xạ dân của thầy. Hổ làng ác thú muôn bày, lớp bài lớp chạy sau này đã đoan. Ai mà ăn ở nghìn ngang, đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng quả phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước ơi giàu sang, mau mau làm phước nghi làm doan cho rồi. Để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mắng sao, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tình chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Thương đời hết tươi già cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong. Tu cầu cứu giấc tổ tông, giới cho bá tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thánh thời, quốc dương thủy thổ chịu mới phán.
tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình. Tu là sửa trọn ân tình, tào khang chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu đức Phật như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chữ tu chớ khá trễ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy giải quyết. Ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức ơi chùi lao, ra công lộc kỳ thì tháo ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng mang, ra hoài ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kính yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa. Nghinh ngang hỗn ơi ẩu phải chừa, bà con nội ngoại già thưa mới là. Xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lắm nạn đua chen giúp giùm. Xác thân là cái gông cầm, nếu làm chẳng tròn thu hầm sẽ thay. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi
phong quá đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi dĩ kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai. Rèn tâm má cho được thắng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngôn ngang. Hùng hăng ý của giàu sang, chẳng kiên trời Phật mê mang ý tiền. Dạy rồi cái ơi đạo tu hiền, làm trái nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải yêu tinh hư mình. Sự cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà gìn gia căn. Nghiêm đường chiếu lệnh cho an, loạn lưng can kỳ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phủ vàng giữa mũi xe lời nghĩa tình. Tuy là trời đất ơi rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy hỡi người vô duyên. Lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho xuyên mới làm. Phải dình dục cưới dòng lòng ta, đừng chịu theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vẹn chữ lập thân buổi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chạy, chớ đừng cãi lình gió mây ngoài tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm vào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hở hơn mới là. Chữ dung là phần
đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Dầu cho mắt chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói ở mặt dầu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phàn ngang, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cũng gìn chữ khiếu phục tòng song thân. Giải rồi những chuyện đức cư ân, phận làm cha mẹ sứ phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo quá vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xà dương mới làm. Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lành tanh, chẳng ai chịu khó niệm rằng thử coi. Trì tâm thì quá ít ơi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào, thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc ta tới, rồi tu sao kịp chịu mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng mặc ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gặm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tại gian cũng nhiều. Thương đời ta cũng đánh liều, mong người tu tình ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn.
những người có của tiền dư hãy mau bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện lý kỳ kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cúng ơi chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què, lầu đài sơn phết cùng là chẳng ham. Ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có mơ lầu đài. Chữ tu hãy ráng miệt mài, đừng kể vắng dài, đừng nể mau lâu. Giáo khuyên khắp hết đâu đâu, bớt điều mỹ dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cũng kiếm nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bớt cây cốc cưa khen, trống đần lễ nhạc tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phú phục cưa bình thân. Lại thêm đàn địch từng từng, đem con heo sống mà dưng ngư làm gì. Chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không. Nếu không thì trả lời không, bằng mà có chối thì không sửa đi. Thương đời ta luôn ơi sầu bi, học nho cứ mãi làm thi ngạo đời. Rung đùi ngắm chuyện trên trời, tình duyên cả nước dậy thời dỗ con. Thấy đời ta cũng heo vòn, học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắc đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đợi ai có bình túng nghèo chẳng tha. Hốt thời các bãi các ba, nó đòi nắm các người ta quán hồn. Lành bãi còn ác lại tồn, đến chừng lập hồi sát cơ hồn lìa xa.
mấy anh thầy thuốc cơ lan xa cũng là mổ mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân. Muốn sao được giữa các cưa lân, hãy nên trao sửa hiện nhân mới là. Những người quê dốt thật thà, cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết ơi thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chì. Đời xưa có ngủ viên kỳ, đem tài học thuốc hiếm thì cho dân. Người xưa còn chẳng ơi cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thế ơi sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi. Bớt bỏ rình răng một khi, nếu cha mẹ chết làm ý lời này. Là lời truyền giáo của thầy, bông hoa cầu Phật hiếp dày đi chôn. Còn mình muốn đại ơi làng thôn, thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gặm trong thấy sự nực cười, chẳng lo cài sữa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mượn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi ơi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi. Ai ai hãy ráng ơi mà suy, thương đời ta kể chuyện ấy rõ ràng. Làm tuần trà rượu xin xoan, rồi thì chửi lộn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện dĩ kỳ, tạo nhiều cảnh giả chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn.
không làm để ở lung lăng. Chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì ở cho biết nhường biết tùy. Vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn ơi thiệt cái đàn. Ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh. Ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng ni. Chân bài quân tử làm chi. Của đồ hố bịch vậy thì sưng hô. Lũ đàn lũ điếm hồ đồ. Anh hùng quân tử xưng hô rền trời. Gặp ai mắc cười nàng cười chơi. Chớ không ra sức giúp đời điều chi. Hộ mình là bậc tu mi. Chưa tròn bổn phận mà tí tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình. Vào nam ra bắc khi mặt cưa tình bốn phi. Khuyên răng trần thế một khi. Tuồng đời sắp hạ bằng ni rõ tràng. Dương gian làm quyến nói càng. Cùng xóm cuối làng đâu cũng như đâu. Họ reo dục trong nhiều câu. Sai đồng khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng họ đừng réo ơi làm chi. Nghìn ngàn kiều múa có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặc tình. Nói cho rõ rệt dân tin không là. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà. Cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền. Mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai. Cầu xin chư Phật cứu nay dương trần. Khuyên đừng chửi thánh mắng thần. Xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiêu. Lưỡng thần ghi chép liên miên. Nào tội, nào phước dưới miền trần gian. Tâu á quay thượng đế ngọc hoàng. Dương trần hung ác đã đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều. Ngọc hoàng ngày muốn sự tiêu cho rồi.
Mình dương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lê thứ mắc hồi gian trung. Trước đền mắt cưới ngọc lì rừng, quý yêu ba tánh biết ngày nào nguôi. Làm sao cho già được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ bím đời. Ở đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát ơi từ bi, chèo thuyền bác nhà cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng bươm loan, rước người tu niệm xê sang phi tình. Ai mà ta dạy chẳng dinh, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bàn môn tài phép nào thường, kêu trời dẫm đất cũng thì giả rân. Nói cho trần hạ liêu toan, chớ theo tá đạo mà tan sát hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lũ mê hồn chúng sanh. Thành bên sai ơi đầu cũng rành, nếu tin thì mắt tan tành về sau. Bây giờ bất cứ luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bốn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh vang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đao bửu kiếm mê mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Phía bên bốn ơi phía tứ vi, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì thu ác dày đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó xâm dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi.
Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng cũng mở các cửa lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc cưa xây sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đời trên mây. Người hung chết trên đất cứ chặt thay, nhìn xem bắp thảm ngày dài cho dân. Mấy người còn được xác kỳ thân, thì là đại ngọc mê các lần mới kề. Bây giờ kẻ nhúng người trề, chê ta rằng dại rằng khờ cũng cam. Dương trần bỏ bớt cười tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Điếm đàn đi thoa chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bền lòng niệm Phật cứ thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói cũ làm càng, trộm gà cắp vịt sớm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng ơi làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiếng cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát cười bộ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cái lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lùi nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo má thêm nhân cho đời. Hạ nguồn lòng giả đổi dời, bây giờ khổ nào đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa, nên ta mới nói càng lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe,
ăn xài phí của lụa thế làm gì. Xuống trần tay dài cố lì, cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền tâm của hồi đời lên. Là năm rồng rắn ơi ngựa dê, chúng sanh thế giới hề thay phơi. Tráng trình truyền sắm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tình kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời suốt cơi hiện tử vi, quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi. Thương dân khoai đứng khôn ngồi, xót xa giả ngọc cứ bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cội cây trung, phương xa có giặc thung dung đằng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua chuông, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Ước mong dân khỏi nạn tai, dắt diệu tiên cảnh bồng lai nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bớ dân. Mẹ cha là kẻ trong ân, dưỡng nuôi bao hiếu lúc thân yêu giàu. Dương linh đêm hoài mới là, có gì cũng ấy vậy mà dân ơi. Ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân hãy ráng miệt mài chữ tu. Giảng này ra cuối ơi mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu ở vuông tròn. Học theo mối ơi đạo làm con, luận xem học mới mấy đoan đời này.
dân mình sửa mặt sửa mày áo quần láng mướt ngày dài ăn chơi dọn xem hình dốc lá lời ra đường ăn nói những lời nguyệt qua trong tâm chứa những điều ta lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh xưng là đầu trẻ tuổi sanh chẳng trao hiền đức học hành làm chi khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối vậy thì dân quê người xưa nói lại khinh chê ông cha hữu bại u mê hơn mình tự do trai gái kết tình với lo trao sữa cho mình đẹp tươi gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiên cha mẹ nói cười lạ lời xo hình sửa sắp cười chiều mới đang làm những chuyện trái đời vô liêm cớ sao chê cổ trong kim phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con thấy đời trần hạ thoáng giòn ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi ông má cha thuở trước cơ ngu si mà ngay mà thật hơn thì đời nay học hay lợi dụng tiền tài lên quan xuống quyền ăn xài lá lê gặp ai đói ơi rách cười chê miệng kia hãy ở mở chuỗi thề gian răng chẳng lo rèn trí ơi lập thân để làm sao trả khổ thân sau này giáo viên các kỳ sở các thầy khuyên mau tỉnh ngộ tập phước rài lòng nhân giúp đời đừng đợi trả ơn miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng đánh liều ta cũng nói càng cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo vinh hoa như thể bọt bèo hiền lương bất luận khó nghèo cùng sinh nhắc năm á gia tỉnh ơi triều minh nàng kiều gì hiếu bán mình chuột cha tuy là lưu lạc buôn ba đến khi mãn hạn bạn xưa cùng nhìn ghét ta cùng mặc tình nghiệm kim si cổ biện minh thế nào
ba gia kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi. Giảng này chỉ ơi các ngươi điều tội, khuyên dân hãy trắng mà ngồi mà suy. Thân ta chẳng tiếc chi, miễn cho ba tánh nạn gì cũng qua. Luận xem những việc sâu xa, chúng sanh tướng Phật thì là hai con. Tháng ngày như thế đưa thôi, nguyện cầu thế giới bớt ngồi chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiếu mạnh, ta cho ba tánh bức tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cạn lời mà ý còn dài, hiến cho trần hạ một cái bài ngụ ngôn. Tới đây ta già làng thôn, Ngọc Thanh lùi gót Phi Bôn Nam Kỳ. Hiện thần sách sử nếu ghi, miểu son tạc để tu mi trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hậu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đêm mơ vào lòng. Người tu như thể ba tòng, ai ai cũng quý cùng trong cùng nhìn. Sửa trao là phần của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hân hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc cưa măng, đất khô nấy một mi trò lòng hiếu gì. Mặc ai nhạo báng khinh khi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy dặn. Ba gia cùng các chư tăng, việc tu không đợi hướng đăng làm gì. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc lý kỳ năm non. Phật thương bốn đạo như con, muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời. Nửa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới
đây đã dứt cửa giảng kinh. Nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh đi muôn sầu tiêu tan. Cầu Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bài Nuôi Phổ Độ Ba Tánh Dạng Dân Tiêu Tai Tịnh Sự Giải Thoát Mê Ly.